chuẩn, như thế thì dễ hiểu hơn nhiều rồi. Hôm nay mệt ghê luôn. Khoan, cái gì đây? Không, thôi toang rồi. Mình không thể bỏ lỡ buổi tiệc này được. Cơ mà ăn mặc thế này thì không ổn. Từ từ, cứ bình tĩnh và nghĩ một chút đã nào. Mình sẽ trang điểm bằng cả hai tay cùng một lúc luôn. Chắc chắn sẽ tiết kiệm được ối thời gian. Ao, sao lúc này đeo đôi khuyên tai cũng đau dữ vậy trời. Trời ơi, mình làm gãy lược rồi. Mang giày cao gót đỏ cho quyến rũ nè. Chuẩn, trông ổn áp rồi đó. Nhưng mà phải mặc gì bây giờ? Này thì sang quá rồi. Chán chết. Cái này có vẻ hợp lý đấy. Tuyệt, mặc váy này là chuẩn không cần chỉnh rồi. Gái ơi, chuẩn bị xong chưa để đi? Ơ kìa, cậu mặc váy y chang mình kìa. Giờ tụi mình phải làm thế nào đây? Hai đứa mình không thể ra ngoài như vậy được. Chờ một tí, tớ mới nghĩ ra cách này hay cực. Tớ biết cách làm cho cái váy của tớ khác của cậu rồi. Tớ sẽ luồn dây áo chéo qua như thế này. Giờ tới lúc cái kéo của tớ tỏa sáng rồi. Cắt hai khe ở hai bên hông, đơn giản. Wow, trông khác hẳn luôn ý. Thế nào cậu cũng đỉnh nhất bữa tiệc đêm nay cho mà xem. Ôi trời ơi, cậu ấy hài hước quá. Tớ vừa nhận được tin nhắn ngọt ngào nhất. Không đời nào, nhìn này, Chris vừa rủ tớ đi chơi. Hả? Ghen tị hả? Khoan, xem đây này, Chris cũng muốn hẹn tớ đi cà phê. Sao cậu ấy dám làm vậy chứ? Bọn con trai, chắc là nhầm lẫn gì thôi. Đúng rồi, sao cô ấy lại rủ cậu cơ chứ? Chỉ một trong hai đứa mình được hẹn hò với Chris, ok? Ok, và người đó sẽ là tớ. Rồi, cứ chờ mà xem. Tớ sẽ làm Chris ngỡ ngàng. Thích thì chơi luôn nhé. Mình đã định dùng màu son đó. Thích ghê ha. Không thành vấn đề nhé. Mình thích đôi bông tai này. Dù sao mình cũng không thích. Đôi này trông quý phái hơn hẳn. Cứ tự nhủ đi cưng ạ. Tớ sẽ lấy túi sách. Đây cũng thế. Chiếc này. Cậu đùa tớ à? Dù sao trông nó cũng rẻ tiền. Quần jean mặc dịp nào cũng đẹp. Của tớ? Không, mơ à? Thả ra, tớ nhìn thấy trước. Thôi đi, thử xem. Cái đồ phá hoại. Cho cậu luôn đấy. Chúc may mắn. Nhưng phải làm sao bây giờ hả trời? Sao mà mặc nữa? Trừ khi mình cần xé cho rách to hơn, rồi trượt tay qua hai ống chân và chui đầu qua chỗ rách nè. Thế này thôi. Rồi thì kéo xuống thôi. Wow, quá là xinh điệu. Lên đường thôi. Từ từ đã. Xinh quá hả? Tớ thừa nhận là tớ ấn tượng. Bye bye. Tránh đường đi, Chris. Ai thế kia? Các cậu ơi. Họ là sinh đôi. Quên chuyện vừa rồi nhé. Mời cậu trước. Một ngày lười biếng như thế này thật là thích. Ai thèm quan tâm đến thời gian cơ chứ? Có tin nhắn kìa. 5 phút nữa qua đây đón ấy hả? Làm sao mà đi thế này được cơ chứ? Nhìn lôi thôi thấy mà ghê luôn. Cái áo này sạch không nhỉ? Hẳn là không rồi. Còn cái này thì sao ta? Màu hồng, lúc nào cũng xinh hết đó. Mình đã tìm được kẻ chiến thắng rồi. Cơ mà chẳng tôn dáng tẹo nào. Phải to hơn mình hai cỡ luôn ý. Nhưng cũng phải có cách chứ nhở. Thế thì sơ vin vào vậy. Ít ra giờ mọi người có thể thấy eo ót.
Cái gì độn độn lên thế này? Nhìn chỗ vải dồn cục lại nè. Trời ơi, hay mình thử cái gì đó mới mới nhỉ? Quấn áo lên như thế này. Tiếp tục cho đến khi quấn tới đây. Rồi nhét vào cẩn thận nè. Không còn dồn cục nữa rồi. Bụng phẳng phẳng như lưng luôn nhé. Tớ đang đợi Min đi thôi. Ôi, cậu ấy đến rồi, bye nhé. Này, cậu thế nào? Mình đi nhé. Hả? Tớ không đứng dậy nổi. Lạ quá. Thực ra còn tệ hơn nữa, sân còn ướt. Không, tớ không thấy biển báo. Sao chuyện này luôn xảy ra với tớ chứ? Không đứng dậy được. Tớ dính chặt vào ghế rồi. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Làm sao bây giờ? Khoan, mình dùng sơn sao? Hay keo nhỏ? Úi, tôi vờ như không biết gì. Chẳng ăn thua, tôi không đi được. Khoan, để tớ giúp một tay. Cứ tưởng sẽ được cơ. Kéo, mạnh hơn. Thôi nào, ra khỏi ghế của tôi. Như tập thể dục. Mệt bở hơi tai luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Trông thế nào rồi? Nói thật với tớ đi. Ghê lắm phải không? Thì đúng rồi. Khoan, tớ nghĩ tớ sửa được đó. Tớ chỉ cần ít dụng cụ thôi. Cho mượn nhé. Mình thích quần này. Ok, vào việc nào. Tin tớ đi. Tớ sẽ dùng sơn này xịt lên sắp quần cậu. Và tớ sẽ dùng khuôn tô. Trông khá là tuyệt đó chứ. Thêm vài đường dưới này nè. Xịt ở đây là quá chuẩn luôn rồi. Mình nên làm nhà thiết kế. Vậy là xong phần sau rồi. Giờ đến phần trước. Miếng bề cứng này sẽ ngăn không cho sơn dây vào da cậu. Cậu nên trả công cho tớ ha. Ok, tớ sẽ thêm vài chi tiết. Xong rồi, ngắm coi. Cậu thấy sao nào? Wow, xuất sắc hết nước chấm. Không thể tin được là tớ có quần jean tự chế. Cậu đúng là thiên tài. Bạn bè phải thế chứ. Ok, đi thôi. Sơn đâu rồi? Chắc chắn mình chỉ để quanh đi thôi. Không được làm nó. Mình vừa phạm một sai lầm lớn. Lily ơi ơi, đến lúc tặng quà rồi, làm sao mà quên mất sinh nhật của bạn yêu được chứ? Cảm ơn cậu nhiều nhé, Lily. Mở ra đi. Tớ thích màu này lắm ý, siêu dễ thương luôn. Cảm ơn cậu nha. Giờ đi mặc thử đi gái. Xinh dễ sợ luôn anh nhỉ. Chắc phải hợp với màu chai nước của tớ lắm á. Thôi xong, quần của mình vừa toạc ra hả trời. Mẹ ơi. Ủa, cậu bị làm sao thế? Chắc là cậu ấy không nghe thấy tiếng rách đâu nhỉ. Khoan, có lẽ mình biết cách sửa đấy bà con. Đợi tớ một tí nhá. Đầu tiên là gấp quần tập lại thế này này. Rồi cắt lên trên như vậy. Rồi mở lại cái quần ra. Và xoay ngược lại. Đẹp không nè? Wow, áo xinh đó gái. Mà sao nhìn quen quen vậy nhỉ? Có phải cái quần tập hồi nãy không nhở? Mình ngồi đây, buộc dây giày xíu thôi ấy mà. Phải vứt miếng kẹo cao su này đi thôi. Để tạm ở đây cái đã. Ủa, anh nhắn cho mình vậy ta? Ôi giời ơi, hôm nay tập mệt dễ sợ luôn á. Khoan! Trời ơi, đã bảo đừng ngồi xuống rồi mà. Sao cậu không chịu nghe tớ thế?
Có gì mà căng thế? Có gì hả? Cậu bị cái gì thì không biết? Là... kẹo cao su hả? Tớ ngồi lên kẹo cao su sao? Sao cậu cứ vứt bã kẹo tùm lum tùm la vậy hả? Rồi tớ phải làm gì với cái quần này đây hả? Tớ không biết đâu, cậu lấy bã kẹo ra đi. Được rồi, nhưng mà tớ không biết lấy ra kiểu gì hết á. Làm gì thì làm, nhớ trả trong ngày đấy. Chán đổi dễ sợ. Chẳng hiểu sao, cậu lại nhả bã kẹo lên ghế luôn á. Chắc phải có cách chứ nhở. À mà từ từ, tớ có cái kéo ở đây nè. Đừng cắt chứ, tớ không muốn cái quần này bị rách đâu nhá. Cứ bình tĩnh đã, cậu phải tin tưởng tớ chứ. Nhìn thì hơi sợ thật đấy, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Hứa với cậu luôn. Giờ tớ bắt đầu cắt quần của cậu ra đây. Và xong, thế là hết kẹo cao su trên quần rồi đấy. Ổn áp, tuyệt y như tớ nghĩ. Này, trả cậu đấy, mặc thử đi. Ok. Thế tớ phải làm gì với hai cái ống quần đây? Từ từ, cháo mới nhừ được chứ. Cậu quay người ngược lại đi. Đấy, giờ cậu cho ống quần vào đó đi. Hả, nhìn cũng xinh phết đấy. Nhưng tớ vẫn không có quần mặc. Đây, cho cậu mượn quần jean của tớ nè. Nhìn cậu xinh dễ sợ luôn á. Phù, may mà cách này hiệu quả. Ôi trời ơi, mình cần diện mạo mới. Bỏ những thứ này đi. Chẳng cần cái kính này nữa. Cho mượn nhé. Và mình phải làm gì đó với cái áo này. Chào Mindy. Đưa cho tớ, Lily. Giờ thì tiệc có thể bắt đầu. Quẩy nhiệt lên nhé, các liền anh liền chị ơi. Hả? Giày của ai thế? Tớ không cố ý đâu gái. Đôi giày này không vừa chân cậu lắm nhỉ? Cũng dễ sửa. Cậu lấy cái khăn này làm gì á? Cứ để mị giúp, ok. Luồn khăn xuống dưới giày, rồi cuốn quanh cổ chân nè. Buộc lại cho thật chặt. Chuẩn rồi. Xinh dễ sợ luôn. Xem đôi giày mới và xịn hơn của tớ nè. Thế là có thể vừa quẩy vừa an toàn rồi. Ngon quá bà con ơi. Ước gì mình có thể ăn sô-cô-la thay cơm nhở. Làm sao mà quên món kem được nhở. Ôi trời, cậu ăn hơi bị nhiều quà vặt rồi đấy nhé. Cậu nghĩ gì vậy gái? Mấy thứ này toàn đường là đường thôi. Cứ ăn như thế thì thể nào cậu cũng biến thành chưa bắt giới cho xem. Cậu nói nghe cũng có lý. Không biết tớ sẽ béo đến mức nào nhở. Tuyệt. Cuối cùng thì mình cũng có thể ăn sô-cô-la thỏa thích rồi. Eo ơi, tớ không muốn như vậy đâu. Tớ phải tập thể dục đây. Mình chán ngấy quẩn thun rồi. Tớ nhớ là trong tủ có đồ thể thao mà ta. Chán thật, tớ tìm được mỗi cái quần này thôi gái ạ. Trông cũng xinh xẻo mà. Làm gì có, cậu nhìn xem, nhìn lỗi mốt dễ sợ. Nghe này, cậu có thể biến cái quần này thành quần lửng giống của tớ đó. Ừ nhỉ, nghe hay đó nha. Tớ sẽ đặt cái quần này phẳng phiu trên bàn. Phải có kéo nữa mới xử lý được nha. Cắt ở ngang chỗ này cho quần ngắn đi. Tớ sẽ cắt thật chậm. Phải thẳng mới đẹp được á. Cắt cả hai ống quần là xong rồi. Đỉnh quá nè, nhìn tớ mặc cái quần này thế nào. Ái chả, vừa như in luôn. Lại còn cu te hột me nữa chứ. Good job nha, xinh thật sự á. Cảm ơn gái, mình cũng đi chạy thôi. Ok, ổn đấy. Mời bạn vào trong. Mọi người xếp hàng dài phết đấy nhở. Mong là không phải đợi quá lâu. Yay, sắp tới lượt mình rồi nè. Wow, tranh xả ghê. Xin mời vào. Không được. Mời em đi chỗ khác. Gì, này, thôi được rồi. Đằng nào tôi cũng chả thèm vào. Mấy cái người này nghĩ sao mà mặc như thế vào đây không biết. Làm như anh ta đẹp lắm ấy. Bộ vest đó nhìn chán chết đi được. Cơ mà, thử mặc thế này xem có ổn không nào. Đã bảo là không rồi mà.
Phải có cách nào để vào trong đấy rồi quẩy với mọi người chứ. Thả tóc và tháo kính này, vậy được chưa? Lại là cô à? Không, không, và không. Trời, đầu óc cái cô này bị làm sao thế nhở? Tức chết đi mất, anh ta xấu tính thực sự đấy. Hay là mình dùng cái kéo này nhở? Được không ta? Khoan, biết đâu lại thành công. Xin lỗi túi nha, nhưng chị phải cắt em rồi. Xong xuôi nhé, giờ không còn đáy nữa. Bước tiếp theo là mặc vào như hai áo dây á. Phải khiến áo trông chanh xả hơn mới được. Dùng cái khuyên tay tròn này đi. Tuyệt quá. Tôi có việc phải vào bên trong ngay anh gì ơi. Wow, ai chà, được đó nha, xin mời cô vào. Tuyệt, biết ngay là sẽ hiệu quả mà. Chuẩn bị tập yoga chưa gái? Và bắt đầu. Chắc không khó lắm đâu nhỉ? Hơi khó hơn chút rồi đó, nhưng chúng mình là dân chuyên mà. Đừng quên hít thở đều nhé, giờ thì giãn người ra. Mình làm đúng chưa nhỉ? Và đưa người lên nào. Cái áo phông này rộng quá đi mất. Trời ơi, ở yên trên đó đi. Nó làm mặt mình nhột quá. Cũng có ổn không thế Betty? Chắc đó là kiểu của cậu ấy. Đủ rồi, mình không thể chịu nổi nữa. Không thể tập nổi với cái áo này. Nhưng biết đâu mình lại sửa được nhỉ? Lấy hai cái vạt, bắt chéo qua nhau và nhét chúng vào nhau. Thấy không? Cậu làm sao mà hay thế? Xinh ghê. Dáng tiếp theo. Đúng là đỉnh của chóp đó. Giờ hãy tìm phần tâm của bạn nào. Hôm sau lại tập nhé. Nó sẽ trông rất đẹp ở đây. Ai cũng thích dưa hấu hết. Và nó mang đến không khí nhiệt đới cho tiệc của mình. Giờ thì buông rèm ra nào. Vậy là đủ cả rồi đấy ha. Tuyệt quá đi mất. Khoan đã, suýt thì mình quên mất cái này. Quả dưa hấu bự chẳng. Nhìn là đang ngon rồi. Mình sẽ mang dưa hấu ra phòng khách. Sao thế giới tàn ác thế? Mình sẽ phải làm gì đây chứ? À, biết rồi. Cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mình cần một quả dưa hấu. Mình sẽ tự tìm. Chỗ này hình như không phải rồi. Biết đâu mình gặp may ở đây. Có lẽ đây không phải là ý hay. Đây rồi, cánh đồng dưa hấu thơm ngon. Áo của mình rất tả tơi. Bây giờ thì chả quan trọng nữa. Ồ, khoan, mình không có túi để đựng dưa. Nhưng có khi mình cũng chẳng cần túi. Nếu tạo thêm lỗ trên áo phông, mình có thể dùng cách này. Dù sao nó cũng hỏng mất rồi. Ok, vậy là được rồi. Mình sẽ cởi nó ra và lộn ngược lại. Giờ buộc một nút ở đầu. Túi siêu chắc luôn. Quả dưa hấu sẽ nằm vừa ở trong. Và mình có thể xách về nhà. Đúng thứ mình cần rồi. Về thôi. Chúng ta lành lặn trở về nhà này. Và mình sẽ đặt quả dưa ngay đây. Chiếc túi bằng áo này rất hữu ích đó. Này, cậu có dưa hấu à? Cho tớ một miếng. Mọng nhất luôn nè. Tớ mê luôn. Lâu lắm lắm rồi tớ mới đổ quá trời mồ hôi thế này đấy. Tớ có để cái áo để thay trong này mà ta. Lana ơi, cậu có thấy áo của tớ không? Tớ thề là tớ để trong này luôn á. Ai lấy đi mất tiêu rồi ta. Tìm cái gì trong này để mặc xem nào. Cứ xem thử vậy. Một đống đồ luôn này. Cái đầu tiên này.
Ai lại mặc cái thứ này chứ ta? Thôi dẹp đi. Mình mặc màu đỏ cũng hợp vào nhỉ. Nhìn sai sai thế nào ấy. Thế sao gái? Cái đấy là áo nam mà. Thôi, kỳ lắm. Để sao ta? Hay thử dùng dây chun buộc tóc xem sao. Mình biết rồi. Buộc mấy cái cục lại thế này nha. Rồi, cái áo sẽ dồn lại như vậy. Cuối cùng là xắn tay áo lên. Lana, hả? Nhìn như áo mới vậy á? Để tớ chỉ cho bí quyết nè. Đến lúc đi vứt rác rồi. Mệt quá đi mất. Mình cần một ngày lười biếng. Vui quá. Ôi không, Chris kìa. Không thể để cậu ấy thấy mình thế này. Cho mình như chui từ thùng rác ra. Phải nghĩ cách thật nhanh mới được. Sao cậu ấy phải ngồi ở đây chứ? Mình sẽ trốn đến khi cậu ấy đi. Nhanh lên Chris, đi đi. Ôi không, cậu ấy đang đến đây. Phải làm sao bây giờ hả trời? Chỉ còn một cách duy nhất. Hả? Thật không thể tin nổi. Tớ đến ngay đây. Ai? Giờ thì mình ở trong thùng rác thật rồi. Nhưng ít ra mình không tự làm xấu mặt trước cậu ấy. Không, nghĩ đã thấy không ổn. Nhưng nào nghĩ, hẳn phải có cách nào đó chứ. Hay là mình dùng rác nhỉ? Tình huống hiểm nghèo thì phải chơi lớn thôi. Thật ra cũng đâu quá tệ. Hả? Thật không thể tin nổi. Cậu có sao không bro? Ổn. Thôi lượn đi. Quan, nhìn cậu quen quen. Luna. Chào Chris. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn cậu như vô gia cư. Cậu đâu cần nói ác ý vậy. Đúng là đồ thất bại. Rõ là quá đáng. Không, giờ lại khó đến thế này chứ. Bực mình chết đi được. Xin chào. Tôi quái. Tôi cần cái váy này, tôi đuổi cho. Bị khùng hả? Mình nghĩ đổi cũng được chứ sao. Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ rút tay ra khỏi ống tay áo và luồn tay qua phần cổ áo như thế này nè. Sau đó buộc tay áo vào nhau ở phía trước và buộc ra phía sau cổ nè. Cũng dễ thương ghê. Còn tóc nữa. Chuẩn không cần chỉnh. Hả? Thật không thể tin nổi. Tới đến ngay đây. Chris, này quay lại đây. Chào, đi đâu thế? Chào Luna, nhìn cậu xinh quá. Cảm ơn cậu đã để ý thế nha. Mình phải ghé qua hộp tủ cái đã. Ôi, anh yêu của mình nè. Bye bye anh, tí gặp xong nha anh yêu. Ôi mẹ ơi, anh ấy ở ngay đằng kia kìa. Hi. Anh ấy còn chẳng thèm để ý tới mình luôn ấy. Chán thật. Oh, cậu ấy hình như đang khóc kìa. Đúng rồi á. Không biết mình có thể làm gì để giúp cậu ấy không ta. Mình biết là cậu ấy thích chat cực. Biết sao không, tớ sẽ qua đó nói chuyện với gái ấy. Nè, cậu đang khóc vì chat đấy à? Nghe này, tớ sẽ giúp cậu va vào mắt của anh ấy nhé. Đây, cầm lấy cái lắc này và làm đúng theo lời tớ bảo nhá. Ý, được nè, nghe cũng dễ đó. Mong là vụ này sẽ ổn. Nào, đầu tiên phải cởi cái áo có cúc này ra đã. Cậu ấy bảo mình phải mặc ngược lại này. Ok, xong rồi. Giờ thì dùng lắc tay xinh xẻo thôi. Phần này hơi bị khó xíu nha. Mình phải tóm hai vạt áo phía sau và luồn qua cái lắc tay. Rồi kéo ra đằng trước. Kéo thật chặt vào nhá. Giờ thì đóng cúc hai vạt ở phía trước lại và gập vào trong để không bị lộ ra. Hết sẩy, tháo cặp kính dày cộp ra và xõa mái tóc thề nào. Được rồi, bắt đầu đi khoe phong cách mới này và tỏa sáng thôi. Wow, ai thế kia vậy trời? Em ấy xinh dã man. Nè, anh mua gấu bông vì anh biết cưng thích gấu đấy nha. Ôi má ơi, mấy ông nội này đâu chui ra vậy? Đôi khi, một ngày hoàn toàn bình thường có thể trở nên cực tồi. Chỉ trong giây lát thôi. Không ổn rồi. Hay quá hà Betty. Áo này mới toanh đấy.
Cậu ghét tớ lắm phải không? Để tớ thấm nước cho Lily à. Cầm giúp tớ cái. Cầm cái này làm gì chứ? Mình không có thời gian để thay đâu á. Hay là... mình tự sửa một phát nhỉ? Mở cái khăn to đùng này ra nè. Rồi quấn nó quanh hông của bạn. Dùng dây chun để buộc lại ở đây nhé. Nhớ là phải buộc chặt đó. Khi đã ổn rồi thì dùng hai tay lấy vạt phía sau và buộc phần tua rua quanh nút thắt. Khi đã xong, xoay cái khăn ngược ra sau. Giờ luồn hai tay bạn qua tay áo mới. Và chỉ thế thôi là bạn đã có cái áo mới toanh rồi. Thôi, đến lớp nhanh nhanh nào.